9 tháng 7 là chiều nay, sân vận động thành phố Hà Tĩnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng cục dọc. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thi Tài Soccer. Và trong video clip trước, cả nhà đã xem đến đoạn này rồi phải không? Vậy thì mình cùng tiếp tục từ đây nha. Đi ra không được, cái bành đi vô lại. À thì ra là ở đây. Nãy là lấy áo vàng xin công tam Nghệ An rồi. Giờ Thái Lan xin chữ ký của Bùi Tiến Dũng. Ổn chứ hả? Dạ không? Rồi xin chữ ký chú luôn hả? Đang quay lại nè. Rồi bye bye. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Quá ơi. Anh cho luôn anh. Nữa hả? Rồi, giờ tới tới. Anh đi. Cho chú xem cái chữ ký đó nha. TV Style Soccer. Đổ mồ hôi sôi nước mắt cho Hải Lam đi. Em có quà cho bạn, em lại mua rồi. Lam đã có món quà là chiếc áo sông Lam Nghệ An, có chữ ký của Quế Ngọc Hải, có Phạm Xuân Mạnh, Văn Hoàng, một cầu thủ Tây nữa em quên tên. Một cầu thủ Tây. Và chỉ tiếc là không có Phan Đức thôi, Phan Đức trốn lẹo quá. Có Bùi Tiến Dũng anh ơi. Bùi Tiến Dũng thì ký trên một chiếc áo màu xanh dương. Tại vì hồi nãy mặc áo của sông Lam Nghệ An nên là không có tiện để Bùi Tiến Dũng ký mọi người ạ. Không, thấy người ta cũng rất là chai mặt, người ta đưa áo sông Lam lại Bùi Tiến Dũng ký luôn rồi. Tại vì mình tâm lý mình ngại thôi chứ thực ra thì Bùi Tiến Dũng rất là thân thiện thôi. Đúng rồi. Anh không có tấm ảnh nào luôn. Lo quay với em được rồi. Thôi, không vấn đề. Nào có chớp chung thì gặp thôi chứ còn ở đây thì không vấn đề. Thấy lúc mà ra. Nhưng mà tới lúc mà anh bước ra khỏi sân vận động thì là người ta hỏi anh này còn số mấy. Sao thì nó chưa biết. Có vài bạn biết anh. Biết anh. Thì cỡ 3-4 bạn nó biết anh thì nó xin chụp hình với anh. Và nhỏ kia thì không cần biết là đó là ai cứ lao vô biết, giống biết, như là biết á. Tại vì hồi nãy cậu kia biết nói, hả? Em là, nói em á là anh này tên gì em quên mất rồi thì em mới kêu anh này em thi. Dạ hả? Thi sát soccer. Cao này là người tiến thi á. Ok. Thì đứng chụp hình mà đổ mồ hôi luôn. Ướt hết người. Em thì mấy áo vui rồi. Chào buổi sáng cả nha. Và mình đang ở Lam Giang, thành phố Vinh. Và nay mình rời khỏi Lam Giang rồi. Hôm qua là đi coi V-League ngủ một đêm xong sáng hôm sau mình với Nguyễn Hoài Lam bắt chiếc taxi đi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cao. Chiều nay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trận V-League với lại BKM Bình Dương. Đã sẵn tới Vinh rồi, thôi làm chuyến xuống sân vận động của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xem là sân đẹp như thế nào ha. Mọi người cùng chờ xem nha.
tháng 3, tháng 7. Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là 15 tháng 7. Vậy là 9 tháng 7 là chiều nay Hà Tĩnh gặp BKMX Bình Dương. Giờ sẽ tìm đường vào trong sân. Nó hướng phía bên kia. Bên kia kìa. Ở đây có một cái nhà thi đấu nữa. Wow. Sao? Chuyến du ngoạn Nghệ An kỳ này đã không? Kìa, đã quá tuyệt vời. Đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon á. Trời ơi. Bữa giờ đi sắp mặt luôn á. Từ Bà Rịa, Quảng Nam, sông Lam Nghệ An, bây giờ tới Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Bên kia có sân cỏ anh tạo luôn. Chắc là sân tập của đội đó. Chỉ không, là hai chỗ đá. Không biết. Thuê thì vô đá thôi. Sân tập hả? Tập phải sân... Sân tập thì cũng phải tập sân cỏ thật. Chứ đâu tập cỏ anh tạo được. Đây là cổng chính. Viết vào. Khóa mất tiêu rồi. Sao vô đây ta? Ồ. Oh. Chà chà. Căng vậy. Tìm đường vô. A few moments later. Okay. Vào sân thôi. Có người hỗ trợ mở cửa để vào xem sân vận động. Philip. Hả? Mặt cỏ đẹp quá. Đất lành chim đậu. Chim đậu xung quanh đây luôn. Phía ngoài thì có cỏ nhân tạo. Ở trong là mặt cỏ kim. Rất đẹp luôn. Cỏ đã nè. Sân vận động thành phố Hà Tĩnh của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hả? Vinh đâu giờ này? Đây, đẹp quá. Ok, chắc làm vài đường tại sân. Bữa giờ chạy nhảy trụ cũng nhiều nên ra lúc nào phải quấn gói chắc ăn. Và anh em nào muốn mua băng gói giống mình thì link trong phần mô tả nhé. Anh em nhìn, anh em biết cách mình quấn không? Nhìn thôi, tự nhìn tự biết nha. Chứ giờ kiểu hướng dẫn thì cũng không biết. Nói chung là cần những đường chéo lên để giữ cái xương bánh chè ở yên vị trí thì gói sẽ không bị lỏng. Ok. Ghế có màu đỏ đặc trưng rất là đẹp. Khoảng cách giữa các ghế cũng rất là rộng, ngồi rất là thoải mái ha. Khán đài A. Lấy. Wow. Yeah. Yeah. Oh, bây giờ mình đã leo lên cái bục này. Chỗ này chỗ quay phim của mấy anh đài truyền hình. Rất là nhiều chuồng chuồng ở đây.
quá trời trường trường luôn. À, nó đang bay thấp hay bay cao? Này bay thấp là chiều nay mưa đúng không? Là chiều nay bay cao đúng không? Lấy rồi xích luôn, chuyền lại hả? Hay vậy. Thôi đi xuống. Hải Lam đang tân banh trên kia và bây giờ mình sẽ nhận một đường chuyền. Không thấy gì hết ngoài trường chuồng, bay ngập trời luôn, trước mặt luôn, ghê thiệt. Rồi đá banh với chúng mấy con trường chuồng nữa ta. Chúng cục dọc. Ok, một buổi giật trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đuối như trái chuối luôn. Trời thì chỉ mưa nhưng mà vẫn rất là oi bức, ướt hết cái áo luôn. Nãy tới sân cứ tưởng là không được vào, may quá có người hỗ trợ mở cho vào mới có một video clip ngày hôm nay. Đó. Hôm qua thì ở sông Lam Nghệ An, hôm nay là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mình sẽ còn cố gắng đi thật nhiều sân nữa, cả hạng nhất quốc gia hay là V-League là đều có thể đi được hết. Khi nào mình ghé qua bất cứ một tỉnh thành nào đó, mình sẽ cố gắng đi tham quan cái sân vận động ở tỉnh thành đó. Hy vọng là anh em thích cái series này. Nếu như mà đi về du lịch nha, mấy anh em đi du lịch ở các tỉnh thành phố thì thích bóng đá thì tốt nhất là nên ghé qua check-in sân vận động ở cái câu lạc bộ ở tỉnh đó thì cũng thú vị đúng không nào. Ha, rồi giờ thì mình với lại Hải Lam sẽ lên xe về lại thành phố Vinh và đáp chuyến bay về Sài Gòn, kết thúc cái hành trình ở đỉnh đầu miền Trung đợt này, và hy vọng là sẽ còn một tour dài khác nữa trong thời gian sắp tới. Mọi người nhớ like, đăng ký, ủng hộ các video clip của mình nha. Mình là Phạm Thi, Nguyễn Hải Lam. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Lâu được nghe những tin có kỳ được người đã biết không biết mình nữa.